Được ơi, được. Được ơi, mẹ ở đâu mà lên tiếng đi được ơi. Ôi trời ơi, mình kêu một được mà sao lắm được lên tiếng thế nhỉ? Ôi trời ơi, cái làng này lắm được thế, biết thế em dọn về đây sớm thì cũng chả đến mấy nước bây giờ. Ôi được ơi, cái này không phải giọng thằng được của em rồi. Thật là dở hơi quá. Em có chút vốn liếng em lại hùn hạp làm ăn với cái thằng được dở người này. Nó lười chảy thay ra. Bây giờ mặt trời lên quá ngọn xào rồi mà không thấy nó đâu cả. Thế chết rồi, buôn bán thế này thì chết dở. Được ơi, mày đâu rồi? Đấy. Cái giọng mà ngang ngang như thế mới là được của em đấy. Được ơi, Hea Du. Đây nè. Rồi, tao thấy cái mặt mốc của mày rồi. Em Doi Hia được ơi. Ô, vô đây đi. Chờ tí tao diêu thân tao vào cho lẹ nhá. Trời ơi, Đực ơi là Đực. Mày buôn bán mà mày đi trễ nải thế này thì làm sao hả Đực? Tao nói thật với mày nhá. Trời ơi, sông thì sóng nó không đánh mà nhìn mông mày đánh tao chóng mặt quá. Trời ơi, chèo phải ngoé chứ không ngoé sao chèo. Mày đừng ngoáy, tao nhìn mông này tao nhớ tới mông Jennifer Lopez quá. Trời ơi, Đực ơi là ực, mày làm sao vậy? Tao hùn vốn buôn bán chung với mày mà mày đi trễ nải thế này thì làm sao mà buôn bán hả? Mày không nghe người ta nói hay sao? Ra đồng làm tớ thì có ăn mà ra đồng làm quan thì về nhà chết đói, mày có nghe không? Trời ơi, mày suốt ngày mày cứ tung tăng, mày lười bỏ mẹ đi. Mày không nghe người ta nói à? Coi như là tay bóp vú có tội mà tay bóp phân thì có ăn, mày có nghe không? Trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi trời. Bóp phân có ăn, ăn gì trời? Trời ơi. Vững tay trèo ghê coi, té bỏ mẹ đi sao? Trời ơi, có cái miệng của bà kìa. Mình thì con, mà nó thì không biết gì cả. Trời ơi, mình đi trễ có 5 phút à. Mà bà chửi mình thấy thương luôn vậy á. Bởi vậy ba má tôi nói đúng mà. Sao? Ra đường đụng ai đụng nha con. Đừng bao giờ đụng tới ghế bất kỳ kiểu này. Ghế bắt sao mày? Ê, trời ơi. Ghế bắt sao hả? Ừ. Bình thường á, ngọt ngào lắm. Dạ, vâng ạ. Em không dám đâu à. Chứ sao? Trời ơi, đụng tới chuyện hả? Tin sư bố nha mày. Mày muốn chọc bà đấy à? Trời ơi, chua còn hơn giấm nữa. Trời ơi, kiểu này đánh đá thế mà ghê luôn nha. Ừ, tao nói mày nghe, mày nói đánh đá là mày chưa nói đủ chị em chúng tao. Chị em chúng tao phải là đánh đá cá cầy mới đúng kìa. Trời ơi, đánh đá cá cầy là sao? Tao nói thật mày mới ăn nói lung tung thì hôm nào đấy nhá. Đanh có nghĩa là đinh, đá có nghĩa là hòn đá, cá là con cá, cầy là thịt chó. Tao sẽ nấu một nồi nước sôi, tao bỏ một nhúm đinh vào, một vài con cá vào, miếng thịt chó vào, hòn đá vào, tao hầm canh đanh đá cá cầy cho mày húp sáng nuốt chiều ăn đêm. Trời ơi, vậy thôi tôi về. Đi đâu đi? Tôi đi về. Ê này, này trời ơi, hùn vốn làm ăn buôn bán chung bán vài rượu cho xong, mày không bán hết rượu là lấy đâu tiền tao bù cho thầy bu tao. À, lỡ mày rồi. Đi tiếp. Phóng lao phải theo lao. Go hết mày, lẹ lên. Ôi trời ơi, thằng khỉ sao mày đi chậm thế? Chứ sao giờ? Này, kẹt xe quá đi vào Capun đi cho lẹ mau. Rồi. Trời ơi, sao mày cứ đi vòng vòng thế hả? Nó vô cái vùng nước xoáy. Trời, đi ra. Rồi đây này, này, đây, qua exit rồi, ra ngay, ra exit này mau lên. Exit rồi, từ từ nha, chỗ này phải không? Rồi. Ôi trời ơi, ê, rượu. Rồi. Ê, sổ sao trong tranh. Hey, được ơi, I need some help, được ơi. Trời ơi. Đó, tao lên. Khổ quá, lên đi. Hey. À, rồi, cầm. Được chưa? Rồi, xong. Rồi này, đây. Cầm ta tìm chỗ để ngồi buôn bán tí rượu cho xong nhá. Yeah. Chỗ nào mà đông khách qua. Ê lại. Gái. Gì? Mình trụ thơm dữ nha. Ê này. Gì? Mày đừng có dở cái thói say xưa ra đây nhá. Cái này là hùn vốn buôn bán chung đấy. Coi như đứa nào uống đứa đây phải trả tiền đấy. Rồi, uống phải trả tiền chứ buôn bán mà. Rồi. Ê, miệng lưỡi mà lanh á.
giao hàng đi. Rồi ngồi xuống, đặt xuống, đặt xuống để tao canh người qua lại rồi tao mới bắt đầu. Ơi bà con cô bác ơi. Ơi trời dễ thương quá. Dạ em xin chào các bác. Ôi trời ơi, dạ em xin mời người đi kẻ ở, người ngược kẻ xuôi, người ở kẻ đi, ghé lại với em đây này, ghé lại nhấp cho em một tí rượu. Rượu của em là rượu giao bôi, rượu hẹn thề, rượu chia ly, rượu tái ngộ. Trời ơi, rượu đế, nó đại rượu đế đi. Rượu chia ly, rượu tái ngộ. Mệt quá. Phát ớn luôn rồi. Thằng này mày buôn bán phải hoa mỹ thế, mày cầm bơ sò được chưa hay? Trời ơi, để tao buôn bán tiếp. Rồi sao? Vâng, dạ em mời các anh các chị tới uống rượu em rất là bổ cho sức khỏe. Chả thế mà người ta có câu, một ngày ba vại rượu, sáng sáng một chén trà, cứ tà tà như thế, thầy thuốc không vào nhà. Thầy thuốc không vào nhà mà thầy cũng vào ngay. Cái gì đấy? Trời đất ơi, rượu mà bà kêu người ta uống một ngày ba lu rượu à, không chết sớm cũng uổng á. Ê trời ơi, tim gan phèo phổi nào mà chịu nổi. Trời ơi, mày buôn bán mà vạch áo cho người xem lưng thế, làm sao mà buôn bán được. Đây dạ, người ta nghe để chết dạ không có ạ. À, ông anh em đây là hơi bị điên mới nói thế. Vâng ạ, à, người ta hay nói uống rượu thì hại gan, hại thận, hại phổi. Nhưng mà có một cái lợi mà quý vị bà con chưa biết, đây là lợi tiểu ạ. Trời đất ơi, uống rượu gì mà lợi tiểu bà? Thì mày vào lắm mày phải ra nhiều chứ sao? Buôn bán là phải bốc phét, không bốc phét thì bốc cám à? Vâng ạ, ôi bà con, cô bác ơi. Vâng, tôi nhấp chén rượu của em bởi vì người ta nói là rượu mà nhập tâm là như hổ nhập lâm đấy ạ. À, thế thì các chị cứ mua về cho các anh uống, bởi vì hổ nhập lâm có nghĩa là hổ về rừng, mà hổ về rừng là trời nó cứ sục sạo suốt đêm, nó có cho ai ngủ, nó thật là sung sướng ạ. À, vâng mời em ạ. À, ôi trời ơi, quê hương ta đẹp vô ngần, chị là phụ nữ, anh là thanh niên, bao giờ cạn hết rượu em, phụ nữ là vợ, thanh niên là chồng. Gái đây là vợ, anh đây là chồng. Đây này, tao giao này nè, mày chưa say mà mày nói tầm bậy tầm bạ thế à? Không, tao giỡn chơi thôi. Mày thì mày là ăn muốn ăn cho ngon, mặc hoặc cho giòn mà đòi là vợ chồng tao à? Xin lỗi ạ. Ê, gái. Được thấy gái cũng lanh lắm mà tướng tá cũng coi được quá mà sao giờ chứ này sao bị ế vậy? Ê này, trời ơi, chưa mở hàng mà ai cho mày dùng cái từ ế đấy hả? Coi như đó là tao á, là tao không thèm lấy chồng, chứ không phải là chồng nó không thèm lấy tao. Tụi. Được chưa? Được đấy. Cho hỏi thiệt nha. Gì? Năm nay nhiêu tuổi rồi chưa thèm lấy chồng? 44. Trời ơi, 44 mà chưa thèm lấy chồng. Ê, chờ nhiêu tuổi mới thèm? 84. Trời ơi, giờ này mà chưa thèm lấy chồng. Ôi, sao vậy? Đấy là tao nói giỡn thế thôi, chứ mày coi đây này, bây giờ cái làng xóm mình đấy, thanh niên nó nát rượu không à. Mà bu tao dạy tao rằng đó, mày lấy thằng nát rượu đó thì coi như là nó chỉ bế mày vào lên giường đúng một đêm ở đêm động phòng thôi. Còn tất cả đời mày phải bế nó lên giường. Đúng. Tao dạy gì? Đấy là tao nghe lời thầy bu nó, tao quyết định tao say sưa để cho nó bế tao lên giường. Mà từ đó uống, tao chưa bao giờ say cho nên chưa thằng nào bế tao lên giường. Trời ơi, này bao tôi lũng mà sao uống không bị không say. Thế tiểu lượng kinh khủng lắm, còn mày sao? Mặt mày thì cứ hân hào hân hở như thằng ở hết năm mà đi làng trên xóm dưới, thế sao bây giờ mày vẫn cu ki có một mình? Ê, không có cu ki nha. Thằng này đã từng có vợ và đã từng bị vợ bỏ. Đáng đời lắm. Sao đáng đời? Sao thế? Bị cái tội nghèo. Nghèo là cái tội mà cái nghèo tao khủng khiếp đó mày ơi. Nghèo sao nói nghe. Nghèo của tao á, nghèo lòi mắt cá, nghèo xả xương mông, nghèo không gạo nấu, nghèo thấu ngọc vàng, nghèo bếp gà đít, nghèo bang cốp si. Trời ơi, được ơi, thanh niên là một cái nghèo là con gái nó chạy xa tám làng rồi đây, mày chơi nguyên một cái liên khúc nghèo là bố ai mà dám lấy mày hả? Bởi vậy tôi nghèo quá bị vợ bỏ cho nên buồn quá, ngày nào tôi cũng sai với xỉn hết. Trời đất ơi gái. Hả? Cái ác thiệt nha. Sao? Gặp dân nhậu mà cho ngồi giữa bờ sông rồi. Có cái bình rượu phía trước mặt rồi bây giờ nhắc chuyện tình ái, tôi muốn thèm quá rồi. Này, tao với mày là hùn vốn buôn chung nhá. Đứa nào uống là phải coi như là bỏ tiền ra nhá. Không thôi thâm vốn là chết nha, tao đã cho biết. Dĩ nhiên rồi. Tiền đâu? Uống phải trả tiền chứ. May quá còn xu. Bán ơi, ly được. Tiền đâu mà có những một xu vậy? Mới bán cả nhà. Nhà gì mà có một xu? Cái mobile home. Sau khi trả hết nợ thì còn xu rồi. À thế à? Ừ. Nhưng mà ai mà lại bán cho người nhà mở hàng cho bà con cô bác lấy hên chứ ai mà bán cho mày. Cái mặt mày không nó... Trời ơi, cái thằng được tiền mà không khai trương thôi, khai trương ai đắt lắm á. Mày đắt hàng lắm à? Mày biết con Thắng Bún Riêu không?
Con Thắng Minh Diêu là con nào? Là con nhỏ thiếu bốn răng á. Con xấu nhất làng chứ gì? Nó xấu nhất làng mà tao lấy nó đó. Tại sao mày lấy nó làm gì? Không sao, nó xấu, nó xuống bốn cái răng đỡ lắm. Sao thế? Mỗi lần nó giận mình nó cắn không đau. Nó hơi nhọt nhọt chút xíu mà nó được lắm á. Đó không? Mà sau khi bỏ nó ra rồi nha, trời đất ơi, năm nào nó cũng lấy thằng chồng của nó. Ủa thế nó đắt hàng nó thế à? Hai chồng thay áo đắt. Ôi trời ơi, thế là còn hơn tao à? Bây giờ bán thằng Su đi. Tao bán mày nhá. Bán thằng Su đi. Mở hàng, đây nè. Rồi, bán một xu rượu coi như mình có vốn xu đây rồi, mở hàng. Quá trời, quá đất ơi, trời ơi, nhịn từ sáng giờ trời. Thơm quá. Ngon không? Rượu tao cất ngon không? Lựa rượu ngon quá. Ừ. Ê, gái. Cái gì? Cái tật của đực nha, uống rượu là phải ngâm thơ. Thì sổ vài câu nghe chơi. Sổ nha. Ừ. Thì làm thơ gì đây? Rồi, có thơ rồi. Trên trời mây trắng như bông. Đã. Quá hay, quá hay. Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây. Hay không, hay không? Hay không? Bổng ở trên mây nó tuột cái ngay xuống cái mông là sao? Trời thơ văn mày gì kỳ vậy? Giờ được hỏi gái nè. Sao? Giữa cánh đồng, ngoài mấy cô thôn nữ khung xuống gặt lúa, gặt lúa có cái mông lắc gì không? Con vậy cái mông nó có cái gì? Cũng được. Thế là được, không biết làm thơ rồi. Đây là gái nè, một bụng thơ nè. Trời. Để sáng tác thơ cho nghe nhá. Cũng biết làm thơ luôn. Rất là nhiều. Làm thơ nghe coi. Đầu nha. Rồi. Trên có gì vậy? Được. Biết làm không? Biết người xưa người ta nói câu hay lắm. Sao? Nha. Coi như là rượu nhập thì ngôn nó mới xuất. Không có rượu ta làm thơ không được. Ê, đừng có gài nha. Gài gì? Đứa nào uống phải mua nha. Thì mua chứ sao không mua. Tao đâu bây giờ tao thì... Mua nha. Tao vừa có vốn một xu này. Bán rồi. Tao xu rượu này à. Rồi, lấy một xu. Rồi đấy. Tại giờ mở hàng đắt lắm mà. Rồi. Rồi. Chơi vô. Chơi vô. Ấy một xu. Rượu thơm còn hơn là Johnny Walker chứ. Rồi làm thơ nghe coi. Làm thơ liền nhá. Rồi. Nhìn mày tao tức cảnh thành thơ liền này. Làm thơ liền. Con mèo, con chó có lông. À. Người ta cũng có chút lông chân mày. À. Trời ơi. Thơ này thuộc thơ vô duyên nè. Sao? Con chó ai không có lông? Chó phốc có lông không? Trời ơi, vậy con người ai là không có chút lông chân mày? Mấy em trẻ trẻ giờ cạo sạch trắng bắp đâu có tí lông mày nào đâu. Cũng được, hay. Bán một xu đi. Bán xu đó, rồi. Chơi luôn. Hững quá rồi. Làm đỡ lỡ là chơi luôn đi. Có vốn rồi. Quá đắt. Thơm quá nhỉ. Ôi giời ơi. À, giờ làm thơ rồi nha. Rồi, làm thơ rồi. Rượu ngon thèm bạn thèm mồi. Hay. Thèm lồi, thèm lộm, thèm ngồi ôm em. À. Được không, mày, được không? Mày vô lý. Sao vô lý? Mày quá vô lý. Giữa bờ sông thế này mà mày làm thơ, mày thèm mồi rồi thèm ôm em. À. Mày vô lý. Mồi ở đâu ra cái bờ sông này, thèm mồi là vô lý. Còn mày thèm ôm em là mày có lý. Không, ta không nói, tao nói mày thèm mồi là thèm vô lý à? Trời ơi, gái không biết cái gì hết à. Trời ơi, mình thân phận nghèo. À. Mình sống mình phải tưởng tượng mình sống mới được. Sống tưởng phải không? Tượng giống sao? Như bây giờ mình uống rượu mình không có mồi. Chả mình phải mồi. Tưởng tượng trước mặt là cái miếng mồi. Bây giờ đừng tưởng tượng gái giống như là cái miếng mồi. Ôi trời ơi. Là cái con chim bồ câu nướng. Chấm nước bắp me. Cái gì ghê vậy mới được chứ? Ừ. Rồi, cho tôi miếng này. Rồi rồi. Bây giờ nhấp mồi nha. Coi ăn miếng nào đây. Rồi. Chơi cái miếng đùi. Miếng thịt đùi nó ngọt. Lắm. Sao mày thấy sao? Cái con chim bồ câu nướng này ngon thiệt nha. Nhưng mà thịt nó hơi dai. Phải rồi, không dai cũng uổng. Con chim này sắp thành quạ. Bốn mấy rồi trời. Không dai cũng uổng. Đời nó thế đấy, rượu vào lời ra thế. No. Cả cái làng này nó khen mình xinh đẹp mà mỗi thằng này nó bạo mình quả tức quá. Mày bán cho tao một xu tao uống cho mày coi nè. Đây, mày mua nữa hả? Rồi. Thằng này mở hàng đắt hàng quá, bán liên tục. Quá đắt hàng, rồi vô đi. Đúng nha. Uống vô luôn, mình chơi luôn. Ôi giời ơi. Trời ơi. Đã không? Trời bắt đầu lâng lâng rồi đấy. Này, đực. Bình thường tao thấy mặt mày nó cứ đen xì xì như đít quả. Mà hôm nay mặt đỏ như đít khỉ, đẹp trai quá. Trời ơi, mày dí gì đít khỉ. Thì nó đỏ. Thằng con trai uống rượu mặt đỏ nó mới quay phong lẫm liệt. Phải không? Mày nói hay quá.
bán một ly. Bán nữa à? Đó, bán một ly đi. Lẹ lên. Đông tràn vào. Khách quen tao đông tràn. Rồi, uống vô đi. Anh uống đi, ông anh buồn vì ông anh không có bạn, ông anh bán em thêm xu rượu đi. Cái gì? Mua thêm xu nữa? Mua thêm xu nữa. Quá chịu chơi. Em nói ông anh nghe, ông anh không có bạn cũ thì ông anh làm bạn mới là em. Rồi. Em sẽ cạn cái ly đầy này là đi với ông anh tới cùng trời cuối đất. Bây giờ anh muốn em uống bao nhiêu này? 15 tây nhá. Ôi, tự nhiên có 15 tây vô đây vậy? Thế là ông anh không sành rượu rồi. Em hỏi ông anh nhá, bây giờ một tháng có bao nhiêu tây? 30 tây. 15 tây là cưa đôi là một nửa chứ gì nữa. Trời ơi, không biết gì hết. Vậy thì chơi luôn 30 tây. Em chơi 31 tây tháng dư luôn đây này. Đây. Trời ơi. Gái vô, uống vô cái mặt gái đỏ đỏ giống như là trái đào đó. Ấy. Ba một ly. Rồi. Trời luôn. Tu luôn, khách quen em cho tu luôn. Không có tu có gì hết. Vô đi. Rồi. Rồi. Làm thơ. Trời gái ơi. Bởi vậy Mận mới hỏi đào, Dương Hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng rộng mở chẳng ma nào vào. Trời ơi. Vậy thì mở đi, Mận để Mận vào. Mận hôn cái gì vậy? Gì vậy gái? Mày vừa nói cái từ gì đấy? Hồi nào giờ không bao giờ nghe chữ hôn nữa nè. Có nghe hôn nhưng mà người dưng nước lã thì chưa bao giờ nó đề nghị hôn tao. Vậy chưa có đàn ông con trai nào hôn gái hay hả? Có chứ, bố tao hôn tao, ông tao hôn tao, chứ còn mặt lạ như mày thì chưa ai hôn tao cả. Trời đất ơi, vậy để... Là, hôn là gì? Để được định nghĩa cái nụ hôn nha. À. Có ai định nghĩa được nụ hôn? À. Có khó gì đâu phải ngại ngùng. À. Cứ thế ngồi gần rồi xích lại, nghe một cái thế là hôn. Trời. Bài bà đang ở trên bờ mà chèo chèo hoài. Trời ơi, thế mà nó làm một cái bụp mà em làm như là em say sóng vậy. Trời ơi, có nghĩa là sao, cái cảm giác là nó kinh khủng quá. Tự nhiên nó là tê bên đây, rồi nó cứng sang bên đây, rồi nó nhột xuống đây, là nó tuột xuống đây là sao? Cái cảm giác này em không định nghĩa được, em chưa định nghĩa được. À, trời ơi, Đực ơi, mày định nghĩa lại một lần nữa, tao coi cái thế nào. Nữa hả? À. Cứ thế ngồi gần rồi xích lại, à. Nghe một cái thế là hôn. À. Thầy Bù ơi, con xin lỗi thầy Bù chứ. Từ đó tới giờ chưa bao giờ được phê như thế này cả. Mình nghe bây giờ vui quá. Hay là em với anh cùng làm thơ đi. Em làm câu trước, anh làm câu sau. Mà phải vần với nhau cho nó vui nhá. Rồi chơi luôn, yeah. Lỡ rồi chơi luôn. Coi như em bắt đầu em làm thơ. Trời ơi, say sưa nhiều quá. À rồi, em biết rồi. Đồ. Ôi giời, trời hôm nay cao quá. Anh muốn hôn vào má. Hay quá. Trời ơi, em tiếp tục nhá. Trời hôm nay cao tím. Trời ơi, con nhỏ này nó muốn gài. Rồi. Nó 40 mấy rồi nó muốn gài. Vậy làm là... lại mày ngâm lại tao chơi liền. Chơi không liền. Quá. Không, mày ngâm lại tao cứ chơi liền. Cứ ngọc câu khác. À, không, ngâm lại. Rồi. Trời hôm nay cao tím. Anh muốn hôn vào trái quýt. Trời ơi, mày tưởng hay, mày ham lắm. Trời ơi, hay quá, vẫn hay quá. Rồi bây giờ còn câu nữa. Là có những là trời hôm nay mới nhú. Anh muốn hôn vào tấm 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 tấm. Tao biết ngay mà, tao làm thơ là tao gài là thằng này nó loài mặt ra liền. Loài mặt ra liền, xin lỗi mày nhá. Đụng vào bà không phải là vừa nhá. Nghèo mà ham, để mà đòi đeo chân hạc là không được. Mày bad credit, mày bankruptcy là sao mày động với tao được hả? Thôi tới đi. Tới tiếp tục. Tiếp tục đi, nhậu tiếp nhá. Bây giờ nhậu. Ôi trời ơi, tao nói hôm nay đắt lắm mà. Sao cái vại, ôi trời ơi, sao cái vại này nó lại nhẹ. Gì? Không còn giọt rượu nào cả. Trời đất ơi, bán hết rồi. Ta nói mà đắt lắm mà. Chia lời tiền chia lời. Đâu rồi? Chia lời. Gì? Ủa? Cái gì? Sao nãy giờ mày thấy là bán liên tục đúng không? Tiền trang, tiền trao cháo bút mà. Mày có bán chịu cho ai không? Không có bán chịu, đưa là rót. Sao có mỗi một xu là thế nào? Tao đúng mơ rồi. Tao tỉnh đây. Ủa trời ơi, đúng rồi. Thế mày có giấu đâu không? À.
Mày mày bảo mày cái con ghế này không có mấy mà nó quậy quá mà. Trời ơi, thôi chết rồi. Sao? Một vại rượu to như thế này mà chỉ có mỗi một xu. Thôi chết rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong lúc chúng ta trò chuyện có đứa nào uống rượu vào mà không trả tiền mình đúng không? Đứa nào? Trời ơi, đứa nào nó uống rượu tao mà nó không trả tao có nghĩa là chọc đến bà đến con gái này rồi nhá. Rồi chết mẹ rồi. Chết rồi đứa nào. Bà nói cho mà biết nhá, từ sáng đến giờ bà chưa xúc mồm xúc miệng gì cả. Bà mà chửi lên cái độc cả họ cả hàng nhà mày nhá. Đứa nào uống rượu của bà mà chỉ đưa cho bà mỗi một xu như thế này thì trời ơi, bà nổi điên lên thì bà chửi nhá. Rồi. Bà chửi rủa, bà chửi thầm, bà chửi bâng quơ, bà chửi vu vơ, bà chửi thậm tệ, bà chửi bóng, chửi gió, chửi chó, mắng mèo, chửi như tát nước vào mặt, chửi như vặt thịt tưới vuốt mặt không kịp. Rồi, trúng cái máy chửi rồi. 2, 3. Cha tổ thằng bố không biết nói thằng con không biết nói thằng bố, thằng chồng không biết nói con vợ, con biết vợ không biết bảo thằng chồng. Tao buôn bán cực khổ như thế này, tao buôn bán thế này mà mày uống rượu mày không trả tiền. Rượu ở trong lu của bà nó là Louis 13, nó là Cọt Đăng Blue, nó là XO. Nếu chúng mày uống vào bụng mà không trả tiền nó sẽ thành nước lá ao tù đầy chuột chết chìm. Rượu trong bình bà uống vào say mơ màng, toàn gặp những tiên nữ, ngực nở, eo thon. Còn rượu vào trong bụng mày mà không trả tiền, mày say, mày mơ màng, gặp toàn phù thủy. 1, 2, 3. Trời ơi, chúng mày đứa nào coi như là uống rượu của bà mà không trả tiền bà thì mày nằm giường, mày gặp ổ kiến lửa. Mày ra đường, mày gặp tổ ong, ong vò vẽ chích cái mặt mày sưng lên như là mông lợn nái. 3 ngày sau nó xẹp xuống, nó rỗ như là cứt trâu gặp mưa. Đứa nào uống rượu của bà mà không trả tiền thì trời ơi, mày mới mua một cái xe SUV 8 máy chạy cho le lói thì xăng nó lên giá. 2, 3. Mày đầu tư nhà thì nhà nó xuống giá. 2, 3. Mày mua xì tóc thì mày mua đúng thằng Enron. Rồi coi như mày đi casino kéo máy thì cả đời nhà mày không bao giờ kéo được 3 con số 7. 2, 3. Trời ơi, chúng mày thường nói người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Nhưng tao nhớ và tao buồn. Tao buồn vì tao bán chỉ có một xu. Tao nhớ rõ ràng xu này là của thằng Đực. Thằng Đực nó mua đầu tiên rồi nó làm thơ. Vì nó làm thơ xì túp vịt, tao bực mình quá, tao phải mua lại để tao làm thơ. Tao làm thơ xong rồi nó đưa lại tao làm uống. Xong rồi tao lại uống, tao làm đưa. Tao tập 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 ti tạm đây tỏ tập ti tập 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 tập. Chết bỏ mẹ, nãy giờ là tao chửi tao à. Nãy giờ bình dụ là chỉ là do hai của mình đi. Đúng, mình đuối do xe không à. Còn mày chửi. Ôi, bây giờ làm một sao? Một đống người nghe hết. Mày chửi tầm mày tầm bả lên đập mày bây giờ. Ôi, chết rồi, đi về liền. Đi về, trời ơi. Đi về ngay. Kêu đi về liền, trời ơi. Leo lên. Ê, này, mày khoan quấy. Mày đàn ông đàn an mà mày lái xe police nó bắt mày say rượu đó, bắt mày cái tội DUI đó. Thôi bây giờ. Mày đi lên cho tao lái, tao lái nhá. Trời ơi, thì về lẹ lên đi. Lẹ nhá. Trời ơi, xỉn quá. Này. Gì? Đừng có nhiều thừa nước đục thả câu nhá, buông ra. Trời đất ơi, vừa phải đừng say. Rồi, tao ngồi đi, con xỉn ạ. Trồng trợn quá vậy. Ôi trời, hay. Sao mà nó ôm mình thấy khỏe mà nó không ôm mình thấy chậm quá. Đực, ôm mẹ vào chạy cho lẹ đây. Mày đặc chắn được. Mẹ à.